Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Krulia Kipka gần thị trấn Kupian ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine không xác nhận thông tin này, nhưng các quan chức thừa nhận giao tranh quyết liệt đang diễn ra trong khu vực và thành phố Kupiansk đang bị Nga pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine liệt kê Krulia Kipka là một trong 9 điểm nóng, với 15 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi trong ngày qua và 9 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Ngoài Kupiansk, Mục tiêu quan trọng thứ hai của Nga là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần khác xa hơn về phía nam ở Donetsk. Vitaly Ganchev, quan chức do Nga chỉ định ở Kharkov cho biết trên Telegram rằng việc giành được Krulia Kipka sẽ giúp chúng ta chặn một trong những tuyến tiếp tế quan trọng nhất của đối phương. Họ sẽ không còn có thể tiếp cận bờ phải của sông Osko nữa. Quân đội Nga đang tiếp tục cuộc tấn công. Từng chút một, chúng tôi đang tiến đến gần Kupiansk. Những nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ của quân nhân Nga đã mang lại kết quả. Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, vừa cho biết lực lượng vũ trang Moscow đã tấn công UAV nhằm vào một tòa nhà thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Trang tin TASS dẫn lời ông Kadyrov cho biết đòn tấn công máy bay không người lái UAV của quân đội Nga nhằm vào Bộ Tổng tham mưu Ukraine là để trả đũa cho vụ UAV Kiev sáng ngày 29 tháng 10 đã tập kích trung tâm huấn luyện đặc nhiệm ở thành phố Gudemets thuộc Chechnya. Ông Kadyrov nhấn mạnh đòn trả đũa đã được thực hiện vào 4 giờ và 5 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 10. Quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng UAV Zeran nhằm vào trung tâm điều khiển các hệ thống không người lái của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ở thủ đô Kiev. Chính từ trung tâm trên, các UAV được phía Ukraine điều khiển đã bay đến thành phố Gudermes trong ngày 29 tháng 10. Theo nhà lãnh đạo Chechnya, cuộc tấn công lần này đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin được ông Kadyrov chia sẻ. Trước đó, ông Kadyrov cho biết trường đại học đặc nhiệm Nga ở Gudemes, Chechnya hôm 29 tháng 10 đã bị tấn công bởi UAV Ukraine và đây là lần đầu tiên vùng Chechnya bị tấn công kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra. Trong nhiều tuần nay, quân đội Nga đã tiến quân tại nhiều điểm dọc theo mặt trận chiến tranh Ukraine, chiếm giữ lãnh thổ từng ngôi làng một. Sự tiến công của Nga đã làm suy yếu tinh thần của người Ukraine, Kiev đang phải vật lộn để tuyển quân, trong khi tình trạng mất tổ chức và tham nhũng của quân đội tạo điều kiện cho tình trạng đào ngũ và từ chối chiến đấu. Một nhà lãnh đạo quân sự Pháp giấu tên cho biết, chính phủ Tổng thống Zelensky trước sự mệt mỏi vì chiến tranh của dân thường đang phải vật lộn để huy động lực lượng. Trước đó, Kiev đã công bố chiến dịch huy động mới nhằm mục đích tuyển dụng 160.000 người trước nỗi lo sợ về việc Nga triển khai quân đội Triều Tiên để tăng quân số lên 85%. Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ thất vọng về việc các thông tin mật trong kế hoạch chiến thắng của ông bị dò dỉ cho báo chí phương Tây, bao gồm việc Kiev đề nghị Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine. New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tại Ukraine như một phần của gói dân đe phi hạt nhân trong kế hoạch chiến thắng của ông. Các nguồn tin của New York Times cũng mô tả yêu cầu của Kiev là hoàn toàn không khả thi. Ông Zelensky tuyên bố rằng vụ dò dỉ xảy ra sau khi nhiều quốc gia ủng hộ kế hoạch chiến thắng của ông. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây và một số quan chức cho biết rằng kế hoạch này phần lớn đã bị bác bỏ. Kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky gồm 5 điểm chính và 3 điều khoản bí mật. Phần công khai của kế hoạch bao gồm một số yêu cầu đối với một số các nước hộ phương Tây như lời đề nghị, lời mời gia nhập NATO ngay lập tức, dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công Nga, triển khai một gói gian đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ Ukraine phần bí mật của kế hoạch nói trên không được tiết lộ với công chúng phần này bao gồm danh sách các mục tiêu kế hoạch hành động và chi tiết về các loại vũ khí cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công như vậy chống lại nga trợ lý tổng thống ukraine ông mikhail bolodiak cho biết trong phần phụ lục có ghi rõ loại vũ khí nào nên được sử dụng để phá hủy hậu cần ở rất xa tiền tuyến mục tiêu nào sẽ bị tấn công và cần bao nhiêu vũ khí để thực hiện bộ quốc phòng nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này giành quyền kiểm soát thành phố Selidove ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Theo hãng tin Sputnik, các lực lượng Moscow đã thâu tóm quyền kiểm soát thành phố Selidove ngày 29 tháng 10. Đoạn video mới công bố cho thấy các đơn vị tấn công của lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 và số 30 thuộc nhóm chiến đấu Center của quân đội Nga với sự hỗ trợ của một số nhóm thiết giáp đã nhanh chóng xâm nhập vào các khu vực rừng và loại bỏ đối phương ở các vị trí kiên cố. Cùng lúc đó, các phi đội máy bay không người lái UAV tấn công đã nhằm bắn vào binh lính và khí tài của Ukraine, giúp binh lính Nga tiến lên. Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận trước diễn biến mới. Cũng trong diễn biến liên quan, hãng tin TASS dẫn thông báo của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine ngày 29 tháng 10 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch huy động thêm 160.000 công dân tham gia lực lượng vũ trang. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Alexander Litvinenko tiết lộ hiện có hơn 1 triệu công dân đã được tuyển dụng vào lực lượng quốc phòng. Chúng tôi đặt mục tiêu triệu tập thêm 160.000 nhân lực. Điều này sẽ cho phép chúng tôi bổ sung thêm 85% quân số cho các đơn vị quân đội. Quân đội Ukraine hiện đang phải chịu áp lực nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Một phần là do Nga đang tăng cường nhân lực và vũ khí cho chiến trường. Đợt huy động mới nhất diễn ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật vào tháng 4 nhằm bổ sung nhân lực cho chiến trường. Hiện Kiev đã hạ thấp độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định động viên, yêu cầu những người có khả năng được tuyển dụng phải đến các văn phòng tuyển quân để xác thực dữ liệu. Biện pháp này nhằm mục đích tăng cường quân số cho quân đội Ukraine vốn đang rơi vào tình trạng cạn kiệt về nhân lực và vũ khí trên chiến trường. Trong một động thái đáng chú ý, báo Financial Times của Anh ngày 30 tháng 10 đưa tin Ukraine và Nga đang trong giai đoạn khởi đầu đàm phán về khả năng ngừng các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của nhau. Theo tờ báo, Ukraine đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán đã gần đạt được thỏa thuận do Qatar làm trung gian vào tháng 8 năm nay. Các cuộc đàm phán này đã bị hủy bỏ sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công khu vực Kursk của Nga vào cùng thời điểm. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy cả Nga và Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán về hòa bình. Tuy nhiên liên quan đến vấn đề bảo vệ các cơ sở năng lượng của hai bên, tờ Financial Times cũng dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hồi tháng này cho biết việc Nga tham gia đàm phán sẽ là rất quan trọng để có thể tiến tới các cuộc đàm phán về hòa bình. Phía Nga khẳng định đàm phán hòa bình cần phải đáp ứng các điều kiện mà Nga đưa ra, trong khi Ukraine lại coi là không thể chấp nhận được. Trong bài viết trên trang web của phong trào Ukraine khác, ông Viktor Medvedchuk, chủ tịch của đảng này cho rằng khả năng hỗ trợ của phương tây đối với tổng thống ukraine volodymyr zelensky có thể giảm sút theo ông medvedchuk có một số người ở phương tây ngày càng tin rằng tổng thống zelensky và chính quyền của ông không sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ mà họ đã nhận theo họ trong khi ông zelensky tuyên bố rằng phương tây không cung cấp đủ viện trợ thực tế có thể là đủ nguồn lực đã được cung cấp nhưng kết quả không đáp ứng được kỳ vọng ông medvedchuk khẳng định vũ khí và tiền đã được cung cấp chỉ là ông zelensky và người của ông ấy hóa ra không đủ năng lực và không biện minh cho mức độ tin cậy cao. Ông Medvedchuk cũng nhận xét những đánh giá của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông Zelensky nhận quá nhiều và làm quá ít đang bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ phương Tây, do đó có sự thay đổi ở các nhà lãnh đạo phương Tây. Mặc dù đã có những lời hứa hỗ trợ bao lâu cần thiết, nhưng có những lo ngại ngày càng tăng về tính khả thi của việc duy trì mức độ hỗ trợ đó khi cuộc xung đột kéo dài. Các nhà lãnh đạo phương Tây đang bắt đầu nhận ra rằng Việc hỗ trợ kéo dài trở nên ngày càng khó khăn. Không quân Ukraina ngày 30 tháng 10 cho biết, trong đêm ngày 29 rạng sáng ngày 30, các lực lượng Nga đã phóng một tên lửa không xác định từ Belgorod vào tỉnh Sumy cùng với 62 máy bay không người lái UAV các loại vào nhiều vùng trên khắp lãnh thổ Ukraina, trong đó có 33 chiếc UAV đã bị phòng không Ukraina đánh chặn trên bầu trời thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác. Tính đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 10, 33 máy bay không người lái đã bị Ukraine vô hiệu hóa ở Kiev, Cherkasy, Khmelnytskyi, Kharkov, Zaporizhia, Donetsk, Donetsk, Petrovsk, Sumy, Chernihiv và Poltava. Không quân Ukraine nêu 25 chiếc UAV khác đã bị mất dấu, thông tin đang được làm rõ và cập nhật. Chưa rõ thông tin về 4 chiếc UAV còn lại và các tên lửa mà Nga sử dụng. Tuy nhiên Ukraine thông tin thêm rằng Nga bắn tên lửa vào tỉnh Sumy, tiếp giáp bang Kursk, nơi Nga đang đẩy mạnh phản công. Không quân Ukraine cũng cho biết máy bay chiến thuật của Nga liên tục tăng cường ném bom dẫn đường vào các mục tiêu dọc chiến tuyến theo hướng Sumy, Kharkov và Donetsk. Nga và Ukraine những tháng qua thường xuyên triển khai lượng lớn UAV, tập kích mục tiêu cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ đối phương, trong bối cảnh tình hình giao tranh trên thực địa ở bang Kursk và vùng Donetsk diễn ra rất ác liệt. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, nhóm giám sát quân sự độc lập của Belarus, Belarus Hazun, ngày 30 tháng 10 cho biết, vào khoảng 2 giờ 29 phút, theo giờ địa phương, một máy bay không người lái UAV đã xâm nhập không phận nước này và hướng tới tỉnh Gomen, giáp biên giới với Ukraine. Sau khi máy bay không người lái xâm nhập không phận, một máy bay chiến đấu của không quân Belarus đã cất cánh từ căn cứ không quân Baranovichi để chặn chiếc UAV này. Theo báo cáo, máy bay chiến đấu đã bay khoảng 50 phút từ 3 giờ 10 phút đến 4 giờ. Ukraine và Belarus có chung đường biên giới kéo dài 1.084 km. Thông tin về việc các máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ Belarus thường xuất hiện sau khi Nga mở cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus chưa bình luận về các thông tin trên.